các bài đọc lời Chúa ngày thứ hai sau Chúa Nhật, thứ ba thường niên, năm 1 năm lẻ. Bài đọc 1. Trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Do Thái chương 9 câu 15, câu 24 tới 28. Anh em thân mến, Chúa Kitô là trung gian của Tân Ước, vì nhờ sự chết của Người để cứu chuộc các tội phạm dưới thời Cựu Ước mà những kẻ được kêu gọi đến lãnh lấy gia nghiệp đời đời đã hứa cho họ. Đức Giêsu không tiến vào cung thánh do tay người phàm làm ra, chỉ là hình bóng cung thánh thật, nhưng Người vào chính thiên đàng để từ đây xuất hiện trước tôn nhan Thiên Chúa vì chúng ta. Người không còn hiến dâng chính mình nhiều lần như vị thượng tế vào cung thánh mỗi năm một lần với máu không phải của mình. Chẳng vậy, từ tạo thiên lập địa, Người đã phải chết nhiều lần, nhưng từ nay cho đến tận thế, Người chỉ xuất hiện một lần, tế lễ chính mình để hủy diệt tội lỗi như đã quy định. Người ta chỉ chết một lần, thế nào, sau đó là phán xét. Thì Đức Kitô cũng tế hiến một lần như vậy, để xóa tội lỗi của nhiều người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, không phải để chuộc tội, nhưng để cứu độ những ai trông đợi Người. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Thánh Vịnh Đáp Ca 97. Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều hiền diệu. Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều hiền diệu. Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thanh thiện của Người. Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân, Người tỏ rõ đức công minh, Người đã tới lại lòng nhân hậu. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ai nhà Israel. Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỷ mừng vui và đàn ca. Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Hãy ca mừng Chúa với cây đàn cầm, với cây đàn cầm, với điệu nhạc du dương, cùng với tiếng kèn râm ran, tiếng tù và rung. Hãy hoan hô trước thiên nhan Chúa là vua. Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Gioan chương 14 câu 23. Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu thương người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Phúc âm Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 3 câu 22 tới 30.
Khi ấy, những luật sĩ từ Jerusalem xuống nói rằng ông ấy bị quỷ Beelzebub ám, và nói thêm rằng chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ. Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng Satan lại trừ Satan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau thì nước đó tồn tại làm sao được? Vậy nếu Satan dấy lên chống đối với mình, với chính mình và tự phân tán thì nó không thể đứng vững được mà phải diệt vong. Chẳng ai có thể vào nhà một người khỏe mạnh và cướp của y nếu không trói được y trước đã, rồi sau mới cướp phá nhà y. Quả thật ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết. Nhưng kẻ nào nói phạm đến Chúa Thánh Thần sẽ muôn đời không bao giờ được tha. Nó mắc tội muôn đời, đó là vì họ nói: người bị thần ô uế ám. Những kẻ nào nói phạm đến Chúa Thánh Thần sẽ muôn đời không bao giờ được tha. Nó mắc tội muôn đời, đó là vì họ nói: người bị thần ô uế ám. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.